Bà Bạch không phải là kẻ xấu, chú không được làm hại cậu ấy. Tiểu Tịch, mở to mắt ra mà nhìn đi, hắn là ma cà rồng, khát máu hành tính, là loại ma cà rồng vô cùng tàn nhẫn, bạo lực. Tiểu Tịch, vết thương bị cháy. Nhưng Đại Bạch không giống như vậy. Con không cho phép chú làm tổn thương anh ấy. Tiểu Tịch, bị mê hoặc rồi à? Nạp mạng đi. Tiểu Tịch, lần này hãy để tôi bảo vệ em. Đại Bạch, đừng. Tiểu Tịch, không sao. Đại Bạch, đây là trường ma tiễn, đối với con người là vô hại, nhưng nếu là ma cà rồng thì sẽ là đòn chí mạng. Tiểu Tịch, đừng có u mê lạc lối nữa. Chú, nếu như chú còn tiến thêm một bước nữa, con sẽ tự làm mình bị thương cho chú xem. Tiểu Tịch, không thể được. Tiểu Tịch, cái con bé này. Diệp Gia rên rỉ đau đớn, vết thương không ngừng đau rát. Tiểu Tịch, Đại Bạch, có phải anh rất đau không? Tôi đi cầu xin chú đưa thuốc cho anh. Anh hãy đợi tôi. Đại Bạch, đợi tôi. Bà nội, cầu xin nội hãy kêu chú Lê đến trị thương cho Đại Bạch đi mà. Cứ để thế này, anh ấy sẽ chết mất. Tiểu Tịch à, hay, được rồi, con đừng khóc nữa. Bà nội đi gọi chú Lê đến. Cảm ơn bà nội. A, Đại Bạch, anh thấy sao rồi? Đại Bạch, miệng vết thương vẫn cứ cháy. Tiểu Tịch, Đại Bạch, anh hãy kiên trì thêm một chút nữa. Như thế nào mới cứu được anh đây? Phải làm thế nào anh mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút? Tiểu Tịch sẽ tức giận, không phải được. Không sao hết, chỉ cần anh cảm thấy dễ chịu hơn, tôi sẽ không tức giận. Rốt cuộc phải làm như thế nào? Đại Bạch, miệng vết thương khép lại. 2 phút sau, tôi không thở được. Vẻ mặt cưng chiều. Tiểu Tịch, thật ngọt. Không được phép được vô đầu tiên. Đại Bạch. Tiểu Tịch, bà nội, chú tới rồi sao? Chú, mau đến xem Đại Bạch đi. Ổn rồi, hắn ta không sao. Chú đã cho hắn gia chú rồi, có thể phong ấn năng lực của hắn. Thế nhưng chú vẫn khuyên con chớ nên giữ hắn ta bên cạnh. Con... Tiểu Tịch, Đại Bạch, tôi đây, tôi ở đây.
Thế nào rồi? Hắn ta không sao. Hay, mẹ cũng hồ đồ thật. Mẹ cũng biết bên trong cơ thể tiểu tịch là loại máu gì, vậy mà vẫn để cho nó giữ sinh vật nguy hiểm kia bên cạnh mình. Mẹ làm sao không biết được chứ? Thế nhưng đây đã là số phận của tiểu tịch rồi. Chúng ta cũng không thể nào giúp con bé thay đổi được. Vậy hai người đó đã sớm được định là không thể tách rời. Sáng sớm hôm sau, tiểu tịch chăm sóc suốt đêm. Tiểu tịch. Đại Bạch. Đại Bạch, vết thương của anh sao rồi? Để tôi xem cái nào. Tràn đầy sức sống. Tốt quá rồi, ngoại trừ phong ấn mà chú để lại, thì tất cả vết thương đều lành hết rồi. Máu của tiểu tịch ngon quá đây. Vẫn muốn thêm nữa cơ. Không, không được. Lúc trước là do tình huống khẩn cấp. Cút ra, đồ ma cà rồng dơ bẩn. Chú. Cuồng cháu gái. Ngươi nên biết điều một chút. Cách xa tiểu tịch nhà ta ra, khoảng cách gần nhất là 5 mét. Oán niệm, oán niệm. Chú, mau hạ Đại Bạch ra. Nửa tiếng sau, tại nhà bếp. Tập về tuột ra. Đại Bạch, Đại Bạch, qua đây giúp tôi buộc lại tập về với. Nghiêm túc buộc tập về. Xin giới thiệu, tiếp theo sau đây là hình ảnh Đại Bạch và tiểu thịt trong mắt của ông chú đập trai. Tiếp mục tự tưởng tượng, xin phép được bắt đầu. Bà con hai họ xin hãy thưởng thức. Tiểu thịt, để cho anh cắn một miếng nha nha. Ừ, anh cắn đi mà. À, đáng giận, ghê tởm. Chú tự rơi vào cảnh y, tâm hồn yếu đuối của ông chú chịu không nổi. Da, cuốn văn bơ đáng thương, miếu hiểu tại sao bị đánh. Bộ phim buộc tập về, xin hết. 5 mét, nghe chưa mày? Phòng khách. Chú quá đáng lắm rồi đó. Với cảnh bị ngược đãi của động vật nhỏ. Màn phòng hộ, phong ấn, 5 mét, cơm trắng. Hừ. Chú đi trước đây. Nói chung lại, con phải cùng con ma cà rồng kia giữ khoảng cách đó. Biết rồi mà chú. Chú đi đường cẩn thận ạ. Cuối cùng cũng tống tiễn được một người đi. Tiểu tịch. Yên tâm đi, bây giờ anh có thể ở gần tôi trong vòng 5 mét rồi nè. Về sau, anh sẽ bảo vệ em, mãi mãi không rời xa. Thiếu chủ. Thiếu chủ, người ở đâu? Tìm thấy rồi. Thiếu chủ, tự mãn lập tức tới tìm người. Nhà tiểu tịch. Ai... Đại Bạch à, lần sau có thể đừng hiếu động như vậy. Quần áo này cháu đã làm rách mấy bộ rồi. Sau đây là bản ghi lại hồi ức phát hiện án. Tiểu tịch, cháu bé ra rồi. Quần áo rách. Đại Bạch.
đầu gối rách. Nếu cứ tiếp tục như vậy, con sẽ không còn quần áo mặc nữa đó. Gật đầu hiểu rõ. Nội gọi con. Tiểu Tịch. Hết thuốc chữa rồi. Hay. Lương đã thấp rồi, lại còn phải mua quần áo cho tiểu tử này. Bực quá. Ê, sao thiếu chủ lại cùng con người chung một chỗ? Cửa hàng quần áo. Hoan nghênh quý khách. Ai da, anh trai lớn lên thật đẹp trai. Vóc người rất tuyệt. Đại Bạch lạnh lùng. Đại Bạch lạnh lùng với tiểu tỷ nhiệt tình. Thử bộ này đi. Chân dài quá, thử bộ này nè. Bộ sơn miêu này cũng được đó. Bộ này, bộ này. Anh chọn một bộ bản thân thích rồi mặc thử đi. Phòng hử đồ. Sau một tiếng làm lại nhiều lần. Ra rồi. Tiểu Tịch. Tiếng tim đập mạnh quá. Xin hỏi quý khách muốn quẹt thẻ hay trả tiền mặt à? Tôi quẹt thẻ. Tại sao Đại Bạch mặc gì cũng đẹp? Sắp phá sản rồi. Hoan nghênh quý khách lần sau ghé thăm. Ai? Mặc dù biết tiểu tử này lớn lên rất khá, nhưng ngày hôm nay lại cảm giác cơ thể có gì đó không đúng lắm. Cứ cảm thấy bản thân trở nên khẩn trương. A. À. Tiểu Tịch. Cẩn thận. Tiểu Tịch, không sao chứ? Mặt đỏ quá, có phải ốm rồi không? Không phải, anh cách xa tôi một chút. Tiểu Tịch. Đáng ghét, con người ngu ngốc đó lại đẩy thiếu chủ ra. Ê. Cậu trai trẻ, không mua một cái sao? Tính ăn hàng là bộc phát rồi. Cho con hai cái. Mình thích kẻ bông nhất đó. Tiểu Tịch, để tôi ăn một miếng. Ăn một miếng. Anh, kẻ bông của anh ngọt quá. Kẹo bông. A. À, kẹo bông. A. À, bản thân mình biến thành càng lúc càng kỳ quái. Tiểu Tịch, cẩn thận. A. À, là ai? Thiếu chủ. Thiếu chủ tôn quý của tôi sao có thể ở cùng một chỗ với con người chứ? Con người ngu xuẩn, cách xa thiếu chủ ra. Vững vàng bảo vệ.
Thiếu chủ? Ai là thiếu chủ của cô chứ? Nếu như cô còn dám làm tổn thương tiểu tịch, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Thiếu chủ, người không nhớ tiểu mạn nữa sao? Cô là ai? Thôi xong, chẳng lẽ là người nhà Đại Bạch tìm tới cửa? Làm sao bây giờ? Chết rồi, chết chắc rồi. Lăn lộn khắp nơi. Thiếu chủ không còn nhớ người ta nữa. Quả nhiên vẫn còn là trẻ con. Em gái, đừng khóc nữa, được không? Nè. Bông, kẻ bông. Không ngừng xoắn xuýt. Con người, cô đừng tưởng cô cho tôi ăn kẻ bông tôi thích nhất. Tôi sẽ không ăn thịt cô nhé. Tôi ăn xong cái này, sẽ ăn thịt cô. Bạch bị cướp đồ ăn, dù sao cũng lời biệt cho qua đã. Đại Bạch, chúng ta về nhà thôi, trong nhà còn có kem anh thích ăn nhất nữa. Thiếu chủ, người thật sự quên tiểu mãn rồi sao? Đại Bạch, người nhà Đại Bạch đều thật đáng sợ. Chọc không nổi thì trốn đã. Nói không chừng Đại Bạch khôi phục trí nhớ sẽ ăn thịt mình luôn thì sao? Ngốc như vậy chắc không sao đâu, mình nghĩ quá nhiều rồi. Tôi nhất định phải khiến thiếu chủ. Con người đáng ghét. Sao mình cứ cảm thấy hình như có ánh mắt đáng sợ bắn đến từ đâu đó. Hiệp Trạch. Nội ơi, bọn con về rồi. Đại Bạch về rồi. Bà nội bị ăn bơ. Sao dạo này bà nội càng ngày càng yêu chiều Đại Bạch vậy? Chẳng nhẽ mình mới là đứa trẻ được nhặt về. Thiếu chủ, con người. Đứa trẻ đáng thương, con tên là gì? Ba mẹ của con đâu? Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Con... Tiểu mãn không có người nhà. Thiếu chủ cũng không nhớ con nữa. Đứa trẻ đáng thương, chắc con chưa ăn cơm phải không? Vào nhà bà ăn chút đồ trước nhé. Con Vâng. Bà ấy thật hòa nhã. Tiểu Tịch à, mau mang điểm tâm trong nhà ra đây. Bà nội sao lại muốn ăn điểm tâm rồi? Không khí đột nhiên đông cứng. Bà nội, nó, tại sao? Bà thấy con bé ngồi một mình trước cửa, dường như có vẻ rất đói. Hỏi mới biết con bé không có người nhà, thật đáng thương. Rõ ràng đáng thương. Đáng thương.
Đi, bà đưa con đi ăn điểm tâm. Qua. Xong rồi, lại gặp phải một cái phiền phức lớn. Dưới đây là sân khấu của Tiểu Mãn, thiếu chủ. Thiếu chủ trong lòng Tiểu Mãn, đẹp trai, thần bí, giả bê. Lãnh khóc vô tình, điên cuồng thích máu. Mỗi một hơi thở đều lộ ra khí chất bá đạo, người đứng đầu. Thiếu chủ bây giờ, Đại Bạch, ngoan nha. Nghe lời dạy bảo của một con người vô danh. A, không hãy nhận nhịn nữa. Tác giả, trả thiếu chủ lại cho tôi. Phòng khách. Điểm tâm đa dạng, phong phú. Có ngon không? Nào, ăn thêm cái này nữa. Dạ. Tiểu Tịch. Thiếu chủ. Nhóc con, sao lại theo đến đây rồi? Đại Bạch, anh đừng hung dữ với trẻ con như vậy. Thần sĩ không được hung ác với con gái, có nghe chưa? Ngoan ngoãn trong nháy mắt. Thiếu chủ lại nghe lời một con người như vậy. Ánh mắt thù hằn. Có cần như thế không? Chị rõ ràng đã cứu nhóc. Nhóc có cần nhìn chị bằng khuôn mặt càng thêm không có thiện cảm đó không? Màn đêm buông xuống. Đứa bé này không muốn về nhà. Chắc chắn người nhà con bé đối xử với nó không tốt. Lại không có bố mẹ ruột. Để nó ở tạm nhà chúng ta vài ngày đi. Con nhóc này chắc chắn lại giả bộ đáng thương trước mặt bà nội rồi. Khó đối phó đây. Phòng Tiểu Tịch. Giằng co không dứt. Tôi muốn vợ cùng thiếu chủ. Bạn ấy nói ngủ cùng thiếu chủ, nhưng nói ngọng hành vợ cùng thiếu chủ. Không được, tôi muốn ngủ cùng Tiểu Tịch. Nhất tự ngủ một mình đi. Bóng đèn to đùng. Phương pháp giải quyết bóng đèn, một là dùng sức xách lên, ném sang một bên. Đừng bám lấy tôi, đi mà ngủ phòng khách ấy. Ồn ào hơn 30 phút. Tể Mãn chiếm đoạt giường của Tiểu Tịch. Dù sao cũng không được độc chiếm thiếu chủ. Con nhóc ngốc này đúng là phiền chết người mà. Bị chen tới mép giường. Đêm khuya. Tiểu Tịch. Ngủ ngon. Không lúc nào không muốn ở bên em. Không lúc nào không muốn ở bên em. Cái tên nhân loại mê hoặc thiếu chủ, hại thiếu chủ biến thành như này, đáng ghét. Tiểu Tịch, nói mớ. Cơ mà thiếu chủ trông có vẻ thích cô ta. Thôi thì coi như tha cho cô ta một mạng. Phong ấn. Chờ đã, trên người thiếu chủ hình như lại bị thêm một phong ấn rồi.
Không chừng đây chính là nguyên nhân làm cho thiếu chủ không nhớ được Tử Mãn. Thiếu chủ, hãy yên tâm, Tử Mãn sẽ giúp người khôi phục ký ức. Buổi sớm hôm sau, làm sao cảm thấy trên người nặng thế nhỉ? Giống như bạch tuộc. Tử Mãn đâu? Tìm trái tìm phải. Ha ha, đứa nhóc này làm sao lại lăn xuống đất rồi? Hì, đứa nhỏ này thật là ham ngủ mà. Đại Bạch, chúng ta đi ăn sáng thôi. Phòng khách. Về tòa soạn báo cáo. Chết rồi, mấy ngày nay mấy bận chuyện của Đại Bạch hoàn toàn quên bén vụ ở tòa soạn. Chết rồi, lại còn làm mất mấy anh nữa chứ. Giờ phải lập tức qua bên đó mới được. Đại Bạch A, hôm nay phải trong nhà nhé. Tôi có việc quan trọng cần đi làm. Được. Tiểu Tịch, đi theo. Thiếu chủ muốn đi đâu? Ta cũng phải đi. Tòa soạn nơi Tiểu Tịch làm việc. Đã nói bao nhiêu lần là phải sửa biển hiệu cho tòa soạn rồi. Tuy rằng rất đáng sợ, nhưng vẫn phải vào đó chờ lệnh. Diệp Tịch, cố lên. Xã trưởng. Âm sầm. Cũ nát. Trống, không một ai. Xã trưởng, anh có ở đây không? Diệp Tịch, cô cũng biết trở về cơ à? Tiểu Tịch. Thiếu chủ. Tiểu Tịch, đừng sợ, tôi tới đây. Một cước giữa cái sọ. Đại Bạch. Ôm vào trong lòng. Đại Bạch. Xã trưởng Nằm. Thiếu chủ. Tên đáng ghét, dám bắt nạt thiếu chủ. Xã trưởng. Đại Bạch, Tiểu Mãn, mấy người sao lại tới đây? Chẳng qua lần này đi mơ móc bí mật đen tối của quan chức chính phủ, nhất định không được thất thủ, có biết không? Tôi nhất định sẽ mang chứng cứ quay về. Không phải bảo anh coi nhà rồi sao? Sao lại chạy qua bên này? Tôi... Bỏ đi, nếu như tới rồi thì cùng theo tôi đi làm nhiệm vụ đi. Tôi cũng đi. Bóng đèn 10 vạn watt. Vậy chúng tôi đi đây. Ây, Tiểu Tịch cũng thoát kiếp FA rồi. Vì sao bao nhiêu năm rồi vẫn chỉ có mình ta là đơn thân? Thì thà bàn tán. Nhìn người kia kìa, trời ơi, sao mà đẹp quá. Đúng nha, chồng cũng đẹp trai vậy. À, nhìn bên này rồi. Tổ hai người giả làm vợ chồng để làm nhiệm vụ. Chồng à, em yêu, hôm nay em thật đẹp. Vợ ơi. Đại Bạch, có cần phải diễn nhập tâm thế không? Máu nóng, dựa vào cái gì bắt ta phải làm trẻ con?
Người ta đã 300 tuổi rồi, nhân loại.